Rồi. Gì lạ vậy? Sao mới vừa bước vô gần tới tổ mối gặp cô ta? Coi, phải cô. Cô các bạn. Hello quý anh chị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Thì như hôm qua mình có đến ngay vị trí phía bên tay trái của mình là có cái tổ mối rất là to. Thì mình có làm một cái lễ cầu cơ. Rồi mình mới gặp được vong hồn cô gái bồng con. Thì cái buổi cầu cơ ngày hôm qua là mình có xin số họ của anh chị. Họ cho mình được hai con số 77, nhưng mà nó ra lô mà đặt đài nữa. Mình mua đài Cà Mau các bạn, thật sự là mình mua tới 6 tờ giấy số lần. Nếu mà mình chơi đề thì chơi ngay được đài chính thì nó trúng. Quý anh chị thấy không, 6 tờ luôn mà không có trúng. Thì mình đã khuyến khích quý anh chị và các bạn mua vé số. Nếu mà mình mua 5-3 tờ hay là 20 tờ cũng sao, thua cũng 5-70 ngàn hoặc 100 ngàn. Nếu mà có trúng thì đổi đời các bạn. Sao tự nhiên cái rô lóc lên đây ta? Trời trời, cái rô trà bá lửa luôn các bạn. Rồi. Gì lạ vậy? Rồi. Đi lẹ thiệt ta. Đi như ma vậy các bạn. Mình đang nói chuyện với các bạn, tự nhiên cá nó lội lên. Cá rô bằng cổ tay mà nó dài cả gang các bạn. Cách này cũng khoảng cỡ 15 năm rồi. Mình chưa thấy con cá rô nào mà nó bự như con cá này. Cá ngoài chợ thì họ đem ra chợ bán thì nó bự quý anh chị. Đó là cá nuôi. Còn cá này là nó thiên nhiên, nó nằm ở dưới sông, nó lên nó bò vô ruộng hay sao. Thì ok, mình mới đem con cá rô mình gửi trong nhà người bạn mình rồi. Thì bây giờ quay lại câu chuyện ngày hôm qua. Thì chắc có thể ngay tổ mối này ông bà cho số đề thôi. Chứ mình mua với số không có trúng các bạn. Dù sao họ cũng cho mình được hai con số ở trong cái đài thành phố Hồ Chí Minh là số 37 đề chánh các bạn. Quý anh chị và các bạn nào có chơi ngay đề chánh, nếu mà có ăn thì tôi xin chúc mừng. Nhưng mà hôm nay tôi đến đây tôi chỉ cúng trả lễ bằng cái tâm của tôi thôi, rồi tôi không có xin. Có nhiều bạn nói xin số, các vong đi giành giật rất là cực khổ. Nhưng mà lâu lâu mình cũng muốn ôn về cái lịch sử của mình cầu cơ xin số để cho quý anh chị biết là trước kia mình làm về lĩnh vực tâm linh, cầu cơ, tài lộc.
Thì ok, bây giờ mình sẽ đem cơm nước vô chỗ mình cúng cho họ. Nếu mà có duyên hôm nay gặp họ, mình sẽ giao tiếp với họ quý anh chị. Bữa nay bắt được con cá rô quá to luôn. Trời mới mưa. Sớm của mình là bữa nay mưa nguyên buổi chiều luôn các bạn. Ở đây trước kia là rừng lá rất là âm u luôn á. Nhưng mà chủ đất ở đây người ta mới khai quang. Sao mới vừa bước vô gần tới tổ mối gặp cô ta? Coi, phải cô. Cô các bạn. Tôi chào cô nha. Ngày hôm qua tôi đến đây có làm một buổi lễ gặp được cô và tôi xin số cô cho được con số 77. Thì hôm nay tôi có mua giấy số nhưng mà rất tiếc về lô đài thành phố với lô ở miền Trung. Còn như giấy số của tôi hôm nay là mua bị không có trúng. Thì dầu sao cô đã cho những con số đó, nếu khán giả của tôi có ăn thì tôi rất là mừng. Hôm nay tôi đến đây tôi muốn cúng trả lễ cho cô, cũng như là tôi có đem sữa và cơm lại cúng cho cô. Hôm nay cô có điều gì muốn nói không? Vậy hả? Cô ra dấu, cô không có nói chuyện được ha. Cô ra dấu, cô trả lời, cô giành giật được hai con số ở trong lô, cô bị đánh đập, cái mặt bị rách tattoo luôn các bạn. Thì tí nữa tôi sẽ cúng cho cô và hỏi thăm cô, vong hồn của cô từ đâu đến mà cô đang ẩm đứa bé mà tôi không biết đứa bé là bao nhiêu tháng. Vong hồn của cô có cần gì đến tôi thì một tí nữa nếu nói không được thì ra dấu ha. Thì ok, mình sẽ cúng cơm cho cô quý anh chị. Cô ẩn mắt à. Mình thấy dáng vẻ của cô rất là dễ thương quý anh chị. Nhưng mà khuôn mặt của họ thì mình không có dòm thấy được. Bởi vì những vong hồn họ thường xuyên che cái khuôn mặt họ lại. Bởi vì lúc mà họ mất là khuôn mặt của họ nó sẽ đổi màu. Rồi cái lúc mà thiêu hay chôn là nó biến dạng thêm cái nữa, thành ra họ hiện lên cho mình thấy là chỉ thấy hình bóng thôi.
Mình nhớ rồi, số đầu là về 78 luôn. Nhấn nút ha các bạn. Hên cái là còn một lô mà ngay đài chính luôn. Thì theo mình biết có nhiều bạn có trúng lô tại đó là đài chính. Quý anh chị nhớ để lại cho mình một cái comment, nếu mà mình làm tâm linh đó, số sau này mình có để lại cái nghiệp gì hay không ha. Thì tôi mời vong hồn cô gái, nếu mà có vong hồn nào không có hiện ra được thì tôi cũng mời ra luôn để hưởng nhang đèn và hưởng những thứ tôi cúng ha. Như hôm nay là tôi cúng cơm và sữa. Thì ok quý anh chị, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài ít phút ha. Để vong hồn cô gái ra tận hưởng và ông bà phước mài ở đây ha.
Thì ok quý anh chị, mình đi ra ngoài được 7-8 phút. Chắc có thể cô gái có ra hưởng đồ cúng ha. Và sữa, sùng. Thì ok quý anh chị, bây giờ mình có thể mình ngồi lại đây ít phút ha. Để mình giao tiếp với vong hồn cô gái. Mình muốn biết vong hồn cô gái này từ đâu đến, rồi mất hồi năm nào, rồi tại sao cô đang bồng đứa con mà mình không biết đứa con đó là đứa con như thế nào các bạn. Thấy ghê lắm. Thì nếu mà vong hồn của cô Linh Thiên á, cô hãy xuất hiện ra đi để tôi muốn giao tiếp với cô, cũng như là muốn hỏi rõ linh hồn của cô từ phương nào về đây trú ngụ, để tôi đưa ra cái phương án để tôi giúp cho cô. Mình chờ cô nãy giờ cũng mỏi mòn rồi các bạn. Có thể là cô cho con của con cô uống sữa xong rồi, cô cũng ăn no rồi, rồi cô về cô nghỉ rồi. Có thể là cô ở trong lùm chú này các bạn, hoặc là có thể ở trong cái tổ mối này. Thì cái buổi lễ hôm nay mình cúng cơm cho cô, và mình đem sữa sùng đến để cô cho con cô uống. Thì quý anh chị nhớ để lại một cái comment. Tới đây mình sẽ thực hiện những cái clip như thế nào để giúp cho cái vong hồn cô gái này. Thì bây giờ mình có thể kết thúc clip tại đây ha. Cảm ơn quý anh chị đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc quý anh chị một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Máy bay quý anh chị.